Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tư vấn trực tuyến của trường Cao đẳng nghề An Giang. Hiện đang rất vui xin khi gặp lại được quý vị và các bạn trong buổi tọa đàm hôm nay với chủ đề nghề công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, cơ hội và thách thức. Và đến với buổi trò chuyện hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị diễn giả của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Thành Lâm, tổ trưởng tổ điện tử và tôi là Thiên Thanh, người dẫn chương trình hôm nay. Và để đặt câu hỏi với chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0919 090 168 hoặc đặt câu hỏi trực tiếp ở phần comment của livestream hoặc là nhắn tin vào fanpage trường Cao đẳng nghề An Giang để tương tác với diễn giả của chương trình. Như quý vị và các bạn đã biết, trong thời gian gần đây với sự phát triển của khoa học công nghệ vào lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp thì nghề tự động hóa là một nghề vô cùng thiết thực, bởi vì trong thời gian học thì các em có thể nhanh chóng tiếp cận được với thực tế về ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp và để dễ dàng có được một công việc ổn định. Trường Cao đẳng nghề An Giang là một trường dạy nghề lớn nhất của tỉnh An Giang với số lượng học sinh sinh viên hàng năm khá lớn, với tương đối đầy đủ các nghề có thể giúp cho các em học sinh sinh viên lựa chọn cho mình một nghề phù hợp với sở thích và năng lực cũng như nguyện vọng của mình. Sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng hướng về màn hình để theo dõi những hình ảnh giới thiệu về trường Cao đẳng nghề An Giang. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi những hình ảnh cụ thể về nghề tự động hóa tại trường Cao đẳng nghề An Giang. Và sau đây thì để tìm hiểu những thông tin cụ thể hơn về ngành này, chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị diễn giả của chương trình. Xin được làm quen với thầy Võ Thành Lâm, tổ trưởng của tổ điện tử. Xin chào thầy, xin thầy cho biết là với cái chủ đề của buổi tọa đàm hôm nay là nghề công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, cơ hội và thách thức, thì trong các cái buổi trao đổi này chúng ta sẽ truyền tải đến cho quý phụ huynh cũng như là các em học sinh những thông điệp cụ thể như thế nào ạ? Xin mời thầy. Xin chào Thiên Tâm, chào quý khán giả, chào các em học sinh thân mến. Đến với buổi tọa đàm tuyển sinh hôm nay rất là kính mời giới thiệu với quý vị khán giả, đặc biệt là các em học sinh đã tốt nghiệp và sắp tốt nghiệp trung học phổ thông, một số thông tin giải đáp thắc mắc về liên quan đến ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mà chúng ta gọi tắt là tự động ngành tự động hóa. Như quý vị đã biết thì thời đại này là thời đại công nghệ 4.0, cho nên lĩnh vực tự động hóa đã và đang sẽ là lĩnh vực mà toàn xã hội đặc biệt quan tâm và đầu tư phát triển trong tương lai. Do đó, tự động hóa là một nghề có thể nói là nghề trọng điểm trong tương lai. Với ngày này thì chủ yếu các em học thực hành ngoài điều khiển tự động, thì vấn đề đặt ra điều khiển là gì, sử dụng phương pháp gì, biết được gì để điều khiển. Thì ở đây tôi xin ra về mặt điều khiển thì đó là điều khiển tất cả các dây chuyền sản xuất tự động trong công ty, xí nghiệp, nhà máy và các cơ sở sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, các thiết bị thông minh, robot vận hành kinh doanh. Về phương pháp thì thiết bị và thiết bị để điều khiển còn tùy thuộc vào quy mô sản xuất lớn hay nhỏ, mức độ vốn đầu tư cao hay thấp. Ví dụ như là khi sản xuất nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng vi xử lý vi điều khiển để mà chúng ta điều khiển, còn nếu quy mô vừa thì chúng ta có thể sử dụng trang bị điện hoặc là logo, còn lớn hơn thì chúng ta có thể sử dụng PLC để điều khiển. Thì tất cả được lập trình trên máy tính để điều khiển trực tiếp thông qua các mạng internet hay là cái smartphone. Thì trong quá trình học thì các em cũng được học qua cái quảng cáo là app, rồi điều khiển qua quảng cáo qua quảng cáo app hoặc là các cái mặt điện tử thông dụng trong sản xuất điều trong cái sản xuất tự động.
hiện nay cũng như các mặt điều khiển điện tử trong các thiết bị máy móc, các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp cũng như trong nhân dân. Thì đối tượng tuyển sinh của cái ngành này là tất cả các học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tốt nghiệp 12 hoặc là tương đương trên phạm vi của cả nước. Thì thời gian đào tạo của ngành là 2 năm rưỡi. Thì đặc biệt đối với ngành tự động hóa này thì trường của trường các em có thể liên thông lên đại học trực tiếp với trường đại học Cần Thơ hoặc liên thông lên khối ca ở các trường đại học có ngành nghề đào tạo theo quy định của nhà nước. Thì song với nội dung trao đổi với quý vị và các em học sinh sinh viên theo dõi buổi livestream này, thì có thắc mắc gì có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc sau đó qua số điện thoại 0919 090168 hoặc trên chúng tôi của nhà trường, chúng tôi sẽ ghi nhận để giải đáp thắc mắc của quý vị. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn thầy Lâm. Và vừa rồi là một số thông tin cơ bản xoay quanh cái buổi trò chuyện ngày hôm nay mà chúng ta sẽ được tiếp cận. Thưa thầy, thì Thiên Thanh nghĩ là một cái vấn đề mà tất cả quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sẽ quan tâm ở đây, đối với cái nghề tự động hóa của mình, thì sau khi mà học xong thì cái cơ hội việc làm, vị trí việc làm cũng như là cái mức thu nhập đối với ngành này sẽ như thế nào, thì xin thầy có thể chia sẻ thêm thông tin để cho quý vị có thể nắm thêm ạ. Về cơ hội việc làm thì sau khi mà học sinh ra trường, 100% sinh viên của nghề đều có việc làm sau 3 tháng. Thì về vị trí việc làm thì các em hiện tại được làm ở các nào, ở các vị trí như sau: ở các công ty xí nghiệp nhà máy có vị trí là nhân viên vận hành, bảo trì các thiết bị, bảo trì dây chuyền sản xuất, hoặc làm ở các cơ quan trung tâm điện máy có vị trí là nhân viên lắp ráp bảo trì và cả nhân viên kinh doanh thiết bị máy móc tự động. Với mức lương mà thì tùy thuộc vào cái tính chất của công việc và thời gian làm việc. Nếu mà làm việc ở các khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 8 đến 12 triệu. Còn ở các tỉnh thành, ví dụ như ở Long Xuyên thì có thể là 4 đến 6 triệu. Xin kính cảm ơn thầy. Vừa rồi thì trong cái phần thông tin trao đổi ban đầu thì thầy có nhắc đến vấn đề học liên thông lên đại học mà trực tiếp là tại trường cao đẳng, xin lỗi, trực tiếp là tại trường Đại học Cần Thơ, thì xin thầy có thể cung cấp rõ thêm những thông tin liên quan đến học liên thông lên đại học không ạ? Về vấn đề này thì cũng xin được trả lời với quý vị khán giả và phụ huynh và các em học sinh được rõ thêm. Thì trong quá trình mà xây dựng chương trình cái này tự động hóa đó, thì nhà trường cũng đã liên kết với trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là khoa công nghệ của trường Đại học Cần Thơ, xây dựng chương trình để liên thông từ cao đẳng lên đại học. Thì sau khi mà các em ra trường thì các em muốn học ngay hoặc là sau hoặc là đi làm, mà sau một thời gian nếu mà các em mà muốn nâng cao được kiến thức của mình thì các em có thể là học liên thông lên đại học với trường Đại học Cần Thơ với hai hình thức. Hình thức thứ nhất là hình thức 90, thì nếu hình thức 90 thì chúng ta thi tuyển, còn hình thức mà hãy đi làm đi học thì xét tuyển. Và thời gian mà học liên thông đại học là 2 năm. Thưa thầy, thì trong thời gian qua là chúng ta đã thực hiện cái nội dung liên thông này cho được khoảng bao nhiêu em sinh viên của trường rồi ạ? Và cái hình này thì cũng xin nói là cũng mới vừa xây dựng thì cũng đang được đào tạo được 52 rồi. Thì mở sinh viên nên chưa có sinh viên liên thông đại học. Cảm ơn thầy. Và chúng ta vừa nhận được một câu hỏi từ một bạn nhắn tin vào trong fanpage của chương trình hôm nay. Thì bạn có một câu hỏi để gửi đến thầy là: thưa thầy, học nghề này nếu không làm ở các công ty, xí nghiệp hoặc trung tâm bảo trì thì em có thể mở tiệm hay kinh doanh bên lĩnh vực nào khác hay không? Xin mời thầy cung cấp thông tin thêm cho bạn. Thì về vấn đề này thì các em hoàn toàn có thể mở tiệm tại nhà. Ví dụ như mình làm cái lét quảng cáo hoặc là mình tư vấn thiết kế các cái thiết bị như là chống trộm hoặc là các cái sử dụng cái smartphone để mình điều khiển các cái thiết bị ở trong gia đình, tư vấn cho các cái hộ gia đình, hoặc là mình có thể kinh doanh buôn bán các cái thiết bị các cái lĩnh vực như là đồ điện, các cái
bị tự động. Dạ, xin được cảm ơn thầy. Và bạn Tuấn Anh, bạn có nickname là Tuấn Anh, gửi đến một câu hỏi cho thầy như sau. Thưa thầy, lúc phần giới thiệu thầy có đề cập đến vấn đề sửa các mạch điện tử. Vậy với ngành có đào tạo sửa bo máy lạnh, tủ lạnh nói chung là hệ thống lạnh hay không? Xin mời thầy sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn. Tôi xin trả lời cái câu hỏi này. Thì cái ngành này thì ra thì không có dạy về cái ngành lạnh, về sửa bo máy lạnh. Nhưng mà trong quá trình học bắt thì trong chương trình đó thì cho các em đã học qua các mặt điện tử từ cơ bản đến nâng cao, thì đây là một cái kiến thức mà đủ để các em có thể tự nghiên cứu sửa chữa các cái bo lạnh này. Và nếu các em mà đi nghiên cứu sâu về cái ngành lạnh thì các em có thể học thêm ngành lạnh với cái thời gian rất ngắn so với các mà sinh viên học các ngành khác. Dạ, xin cảm ơn thầy. Và chúng ta có một câu hỏi đến từ một bạn thuộc huyện Phú Tân. Thưa thầy, em là bộ đội xuất ngũ, thì xin thầy cho biết là học nghề này thì học thực hành nhiều hay là học lý thuyết, và các em có được miễn giảm học phí, đặc biệt là học sinh có được miễn nghĩa vụ quân sự cũng như đãi ngộ cho bộ đội xuất ngũ trong quá trình học ở trường hay không? Xin thầy trả lời câu hỏi. Thì tôi xin trả lời với cái với em là học cái ngành này á, thì được xây dựng cái chương trình đó thì học 70% là thực hành, 30% là lý thuyết. Thì với cái số lượng khi mà để các em học làm tốt á, thì các em phải nắm được các kiến thức cơ bản thì các em mới học được, mới học thực hành tốt được. Thì còn đối với mà các bộ đội xuất ngũ thì nhà trường cũng có những cái hỗ trợ về, cũng như trong quá trình học cũng có học bổng và theo cái quy định của nhà nước. Còn học ở trường thì nếu mà học sinh của trường học tại trường thì được miễn giảm nghĩa vụ quân sự theo quy định của nhà nước. Dạ, xin được cảm ơn thầy. Và một câu hỏi tiếp theo. Nếu như em chỉ muốn học một lĩnh vực nào đó của nghề, ví dụ như là lĩnh vực test quảng cáo hay là lĩnh vực BLC, không cần học hết tất cả các lĩnh vực của nghề được hay không thầy? Nếu được thì hình thức học là như thế nào? Xin mời thầy hỏi cho bạn. Cái câu hỏi này cũng rất hay. Thì tôi xin trả lời. Vấn đề này thì là một mảng riêng của nhà trường, thì được gọi là cái mảng là đào tạo ngắn hạn. Thì nếu mà các em có nhu cầu học các cái là về một phần nào đó của cái trong chương trình thì các em nhận học được. Tuy nhiên cái thời gian và cái học phí đào tạo còn tùy thuộc vào cái môn luôn và số lượng người học đăng ký. Còn nếu thì hiện giờ thì tôi cũng sau này tôi sẽ nghĩ qua đó, thì xây dựng cái chương trình ngắn hạn làm sao cho nó bám sát cái chương trình. Ví dụ như là mình học cái ví dụ như thì học từ bản cáo đáp đi. Thì khi mình có chứng nhận thì bằng cao đét, thì trong quá trình học bằng cao đét thì có học quy điều khiển. Thì nếu mà sau này mà em mà có đăng ký học cao đẳng thì có những chứng nhận này thì có thể mình được kiểm tra như thế nào. Thì mình đã định mở cái định nghĩa sắp sửa mình nghĩ ra cái gì như thế nào. Tức là sẽ có, sắp tới sẽ có những khóa đào tạo ngắn hạn chuyên biệt cho những cái người mà muốn học để mà ra làm liền, đúng không thầy? Dạ. Bạn Ngọc Nhi có gửi đến cho buổi tọa đàm hôm nay một câu hỏi. Thưa thầy, nữ sinh có thể học nghề tự động hóa được không? Và nếu như học thì sau khi tốt nghiệp sẽ có vị trí công việc nào phù hợp với các bạn nữ? Thì vấn đề này thì tôi cũng xin được trả lời. Thì đây là một cái ngành kỹ thuật. Thì nói đến ngành kỹ thuật thì chúng ta nghĩ ngay là cái nghề dành cho nam giới. Nhưng mà tuy nhiên thì nữ sinh hoàn toàn có thể học được bình thường, vì ngoài cái công việc bảo trì thì nghề bên cạnh nghề còn có cái mảng thiết kế các chương trình điều khiển trên máy tính, thì nữ sinh hoàn toàn có thể học được, có thể là làm việc trên máy tính được. Dạ. Và trong thời gian qua thì ở trường mình đối với ngành này là đã có nhiều bạn nữ tham gia học chưa nè? Hiện tại giờ lớp chưa có bạn nữ tham gia học. Dạ, hy vọng là trong thời gian sắp tới thì
sẽ có những nhiều hơn các bạn nữ sẽ tham gia vào hoạt động tự động hóa. Và một câu hỏi nữa, bạn Ngọc Hùng xin gửi đến chương trình là: thưa thầy, em vừa tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở thì ở trường có thể nhận em vào học ngành này hay không? Thì tôi xin trả lời cái vấn đề này cho em Hùng. Về vấn đề này thì hiện tại thì trường chưa xây dựng cái chương trình mà nghề tự động hóa cho cái trường tại trung cấp. Nên trong năm nay thì nhà trường chỉ tuyển sinh hai cao đẳng cho đối với học sinh tốt nghiệp 12 và tương đương. Tuy nhiên trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng thêm cái chương trình trung cấp để cho các em tốt nghiệp lớp 9 có đam mê ngành sư học. Thì như các em vừa cũng cách đây mấy ngày thì có phòng đào tạo Nguyễn Thành Sang thì cũng có mà trao đổi về vấn đề mà học nghề tại trường và đồng thời học văn hóa. Thì nếu như mà xây dựng được trường học văn hóa thì nếu mà khoa mà xây dựng được cái hệ trung cấp á thì các em học sau khi học trung cấp rồi thì khoa sẽ tiếp tục xây dựng cái chương trình lên thông lên cao đẳng. Nếu các em mà có bằng 12 thì các em học xong cao đẳng thì các em tiếp tục có thể liên thông lên được đại học. Xin được cảm ơn thầy. Và một cái vấn đề đặt ra đối với tất cả các bạn học sinh sinh viên ở tại trường thì rất là quan tâm đến cái vấn đề này, đó là sau khi học xong thì ở trường cũng như là ở khoa có hỗ trợ cho các bạn để mà tìm được việc làm hay là giới thiệu việc làm cho các bạn hay không ạ? Câu hỏi này thì rất hay. Thì mỗi sinh viên mà mới vào trường thì tôi nghĩ khi mình học ra thì phải có cái việc làm. Thì sau khi họ thì tôi cũng xin trả lời đó là sau khi học xong nếu các em có thể tự xin việc làm, không tự xin được việc làm thì nhà trường, nhà khoa và tổ bộ môn cũng giới thiệu cho các em việc làm cho các em. Thì trên thực tế thì như cái ngành trước những ngành trước đây đó, ngành cái điện tử công nghiệp đó cũng gần tương đương với ngành tự động hóa tôi đang đào tạo đó. Thì trong chương trình đó thì cũng có cái sau cuối khóa mình có đi thực tập tốt nghiệp thì hầu như các em mà đi thực tập tốt nghiệp á, các em đi thực tập tốt nghiệp thì nếu thực tập tốt thì các cái doanh nghiệp, các công ty mà các em được thực tập á, hầu như là nhận các em là làm. Bên cạnh đó với ngành tự động hóa thì khoa cũng đang xây dựng cái chương trình là liên hệ với trong quá trình học liên hệ với doanh nghiệp để cho các em mà vừa học vừa ra doanh nghiệp đại học để cho các em nắm được thực tế để sau này các em có cơ hội việc làm tốt hơn. Dạ, xin cảm ơn thầy. Và bạn Bảo Bình có gửi đến cho chúng ta một câu hỏi là: thưa thầy, vừa rồi thì ở phần đầu em có nghe thầy nói đề cập đến vấn đề và lĩnh vực điều khiển thông minh và dân dụng. Xin thầy có thể cung cấp thêm thông tin về nội dung này để em nắm tìm hơn. Thì cái vấn đề này thì tôi cũng xin trả lời là điều khiển thông minh và các thiết bị dân dụng khi mà chúng ta có thể dùng cái smartphone để điều khiển như là điều khiển quạt, điều khiển đèn, điều khiển cái lạnh chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng smartphone để chúng ta có thể là sau khi chúng ta đi làm hoặc là đi khỏi nhà mà chúng ta lỡ có quên tắt đèn đó, thì chúng ta thì tôi cũng xin nói thêm cái vấn đề này. Thì cái vấn đề mà việc làm thì có lẽ là các quý vị và phụ huynh cũng băn khoăn biết vì nó là trực tiếp quyết định cái tương lai cho con em của chúng ta sau này. Vì thế tôi cũng xin giới thiệu thêm về vấn đề này. Khi học xong nghề công nghệ tự động hóa thì các em có thể chọn nhiều vị trí tự việc làm như sau. Thì nhất là có thể là nhân viên lắp đặt kết nối các thiết bị điện tử, thiết bị ngoại vi của và POC trong dây chuyền trong công nghiệp, hoặc là làm nhân viên bảo trì sửa chữa các tòa nhà cao tầng ở các văn phòng, hoặc là làm nhân viên bảo trì các trung tâm thương mại mua sắm, hoặc có thể làm nhân viên tư vấn lắp đặt bảo trì các cái ở các cái cửa hàng điện máy, hoặc là
mình có thể làm nhân viên lập trình các cái phần mềm cơ bản cho cái hệ phi điều khiển, các hệ thống BBC, hệ thống tự động trong công nghiệp vừa nhỏ. Hoặc là chúng ta có thể làm các nhân viên của các công ty xây dựng, ví dụ như là mình lắp đặt các thiết bị thông minh cho các cái tòa nhà cao tầng chẳng hạn. Thì cũng tùy theo năng lực của các em trong quá trình học thì và cái khả năng của mình, thì hoàn toàn các em học sinh sinh viên có thể lựa chọn cái nghề cho mình phù hợp sau khi ra trường. Em nghĩ là ngoài những cái nội dung mà chỗ thầy đang giới thiệu thì vẫn còn một cái sự lựa chọn, đó là có thể là tự mở cái cơ sở kinh doanh để làm cái nhà đúng không ạ? Dạ. Như vậy thì quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thấy là qua phần trao đổi của chỗ thầy Lâm thì có rất là nhiều sự lựa chọn cho tất cả các em sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, và hai lý do trên phần lớn giúp cho các em có thể vững tin để chọn cho mình một nghề phù hợp và bền vững, và một nghề mà sau khi tốt nghiệp thì có nhiều vị trí và cơ hội việc làm, như vậy thì chắc chắn rất là đáng để cho chúng ta cân nhắc và suy nghĩ để có thể đăng ký và lựa chọn phần này. Và bây giờ thì xin mời thầy Lâm sẽ cung cấp thông tin thêm cho quý phụ huynh một tí xíu về cái nghề điện lạnh, và xin mời thầy. Thì cái nghề điện lạnh của khoa đó, thì nghề điện lạnh của khoa thì hiện tại giờ thì khoa đã đào tạo cái sửa chữa các cái tủ lạnh nè, sửa chữa các cái máy lạnh, máy điều hòa không khí. Thì cái nghề điện lạnh thì hiện nay thì cũng là một nghề hot của tủ lạnh. Thì sau khi các em ra trường thì các em cũng có rất nhiều cái cơ hội việc làm, rất nhiều cơ hội việc làm. Thì như người biết ở khoa đó thì các em trên trường thì các em có thể là tự mở tiệm hoặc là làm ở các cái ở các công ty mà điện lạnh hoặc điện máy, ví dụ như làm ở Nguyên Kim chẳng hạn, lắp đặt các thiết bị máy lạnh cho Nguyên Kim chẳng hạn. Thưa thầy, thì đối với nghề điện lạnh là trong thời gian qua là 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm hết không ạ? Dạ, có việc làm là hiện tại giờ thì theo tôi biết, tôi cũng có một người bạn làm ở Châu Phú, thì cũng điện với tôi cũng tìm sinh viên ở nhà trường để mà nhận, nhưng mà hầu như ra trường là các em có gì làm hết, hầu như ra trường là các em có gì làm hết ở các cái nhà máy trong làm ở đó. Vậy thì có thể nói là ngành này là cái lượng cung chúng ta không có đủ cho nhu cầu, và không biết là ngành này thì các bạn nữ có thể học được không ạ? Cái nghề này thì bạn nữ hoàn toàn có thể học được. Thì có thể mình học thì học cái nghề máy lạnh, thì có thể là mình làm ở các trung tâm mua sắm chẳng hạn, mình có thể giới thiệu cho các cái người mua máy lạnh về cái tính năng kỹ thuật của máy lạnh chẳng hạn. Tức có nghĩa là các bạn nữ thì sẽ có một công việc nhẹ nhàng ở khối văn phòng, chứ không có phải là đi trực tiếp để sửa chữa các cái thiết bị. Xin được cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trong 20 phút trao đổi về nghề tự động hóa thì có thể các bạn cũng như là quý phụ huynh có thể là có được những thông tin cơ bản về nghề này, và có một sự lựa chọn cũng như là cân nhắc để cho con em mình theo học ngành nghề này ở tại trường Cao đẳng An Giang. Và ngay bây giờ thì nếu như quý vị và các bạn có những câu hỏi nào dành cho diễn giải của chương trình, thì có thể là sau cái live stream này chúng ta có thể là gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại di động mà chúng tôi đã cung cấp, hoặc là nhắn tin vào trong fanpage trường Cao đẳng An Giang để ban tư vấn chúng tôi tổng hợp và chuyển cho diễn giả trả lời cho quý vị và các bạn, để đáp những thắc mắc mà quý vị các bạn còn mong muốn để trao đổi thêm với diễn giả. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối ngon nhất. Xin được cảm ơn và trân trọng kính chào tạm biệt. Hôm nay lưu sửa là cái gì lạnh.